Hello tất cả các anh em, mình là anh Tuấn. Và thời điểm gần đây á, những cái mẫu laptop đang bán rất là chạy. Tại vì thời điểm này nè, anh em có nhu cầu mua laptop rất là nhiều để phục vụ cho việc học cũng như là những công việc thường ngày của anh em. Vậy, hôm nay chúng ta sẽ nói một chút về RAM laptop. Liệu bao nhiêu RAM cho laptop là đủ để chơi game hay làm các tác vụ nhẹ nhàng? Thì hiện nay, trên tay mình đang là mẫu RAM Acer 16GB DDR4 với bus là 3200. Và tất nhiên rồi, đây là một em RAM laptop. Thì trước hết, nói sơ qua lại một chút cho em nào mà mình chưa biết hoặc chưa rành về RAM. Thì RAM chính là cái bộ nhớ lưu trữ ngắn hạn, là nơi để mà những cái chiếc máy tính như chiếc laptop của anh em chúng ta có thể truy cập vào và lấy cái dữ liệu ra. Thì nó đơn giản này nhé, là khi mà em chơi game đúng không, thì những cái mà dữ liệu về game á sẽ được nạp tạm thời vào em RAM này, chứ game sẽ không lấy trực tiếp từ HDD hay là SSD của anh em đâu. Tiếp đến sẽ là câu hỏi bao nhiêu GB RAM là đủ cho một chiếc laptop. Thì đối với bản thân Tuấn đã từng là một người sử dụng tới 32GB RAM cùng với Dual Channel, có nghĩa là 2 cây RAM anh em. Thì sau một thời gian sử dụng, hiện tại Tuấn chỉ giảm còn là 16GB RAM thôi. Và nhấn mạnh lần nữa nhé, là những chia sẻ sau đây sẽ chỉ là những cái trải nghiệm cá nhân của bản thân Tuấn thôi. Nếu anh em có những cái đóng góp, những cái ý kiến gì, hãy vui lòng bình luận comment xuống bên dưới. Ok, hiện nay á là rất nhiều anh em khi mà mình mua laptop á sẽ có những cái mức dung lượng RAM phổ biến như là 4, 8, 16 hoặc là 32GB. Thì với những cái trải nghiệm của Tuấn, cam đoan với em luôn là 16GB RAM là quá đủ cho em mình có thể chơi game hoặc là làm các tác vụ nhẹ nhàng rồi. Tại vì hiện nay trên thị trường có cực kỳ là ít những cái tựa game có thể ăn hơn 16GB RAM của anh em. Ok, và cái thứ hai đó là nếu mà em đang có một em laptop dùng một cây RAM 16GB duy nhất, thì nếu mà anh em mình muốn làm những cái tác vụ mà về công việc nó thật sự hiệu quả, lời khuyên chân thành, hãy mua thêm một em RAM 16GB, có thể là của Acer, để nâng cấp lên thành Dual Channel. Tại vì sao? Dual Channel sẽ đem lại cái hiệu năng vượt bậc so với Single Channel trong các tác vụ làm việc. Mặc dù á, Dual Channel nó chỉ đâu đó hơn tầm 10% nếu mà em chơi game, nhưng nếu mà em làm việc thì bắt buộc là phải có Dual Channel anh em nhá. Rồi, còn cái thứ ba về bus RAM thì sao anh em? Nghe em RAM mà tôi đang cầm trên tay đây của Acer sẽ có bus là 3200. Thì cái ý nghĩa của số 3200 này á, nó sẽ cực kỳ là quan trọng trong cái trường hợp mà em sử dụng những cái mẫu laptop mà sử dụng iGPU, có nghĩa là card đồ họa tích hợp trong con CPU của anh em để thực hiện các tác vụ văn phòng, các tác vụ đồ họa. Nếu á, anh em mình sử dụng Dual Channel và cái thanh RAM có bus cao, nó sẽ giúp anh em mình tối ưu được cái hiệu năng của em iGPU đó anh em nhé. Lật lại vấn đề một chút, là nếu mà anh em mình đã có những cái mẫu laptop kiểu gaming và trong cái em laptop đó còn có một em card đồ họa rời, thì mình chỉ cần sử dụng một thanh RAM thôi, nếu mà trong lúc đó anh em mình chỉ muốn chơi game. Vậy anh em nghĩ sao về em RAM Acer này, cũng như những cái thông tin về RAM laptop mà Tuấn vừa chia sẻ với anh em? Em hãy ngay lập tức comment bình luận xuống bên dưới. Và đừng quên ấn nút like, chia sẻ video, ấn nút subscribe, đăng ký kênh NLUH Media để ủng hộ Tuấn và kênh có thêm động lực ra thêm các video khác cho anh em. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.